sáng thứ hai, thời tiết xung quanh nhà rất là đẹp. Bây giờ Jessica chuẩn bị chiều nay bay về Việt Nam, cho nên là quay xung quanh cho mọi người xem ha. Sân bay quốc tế nha mọi người. Jessica cần phải bay qua sân bay New York thuộc New Jersey, cũng kế bên New York. Nhưng mà bay transit qua đó thì chờ mới bay Việt Nam. Rồi mọi thứ đã sẵn sàng. Tuscaloosa mình ở thì giống như quê nó cũng xa đó.
Tới rồi, đây là sân bay Birmingham. Nói chung nó cũng nhỏ, không có lớn. Chuẩn bị lên đường thôi, lên máy bay mà.
bay Tân Sơn Nhất. Cảm giác thiệt là vui, thiệt là sung sướng khi mình được bay trên bầu trời quê hương của mình. Rồi bị hạ cánh thôi. No, Sài Gòn. Yummy bánh mì.